thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Ta đang sống giữa một thời đại mà thẳng thắn, thật thà thường thua thiệt, lọc lừa, lương lẹo lại leo lên. Ta nhiều lần tự hỏi công lý ở đâu. Ta nhiều lần thắc mắc tại sao người công bình lại gặp hoạn nạn mà kẻ ác lại thắng thế. Đó chẳng phải là thắc mắc của riêng chúng ta giữa thời hiện đại. David trong chính thời đại của mình cũng từng trải điều tương tự. Thế nhưng, giữa những băn khoăn, thắc mắc, giải pháp của David vẫn là chạy đến với Đức Chúa Trời, ngợi ca Đức Chúa Trời của ông. Điều gì khiến ông làm được điều đó? Chúng ta cùng suy ngẫm Thi Thiên 9 để biết điều này. Mời bạn lắng nghe Thi Thiên 9 một cách chậm rãi. Thi Thiên thứ 9. Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va. Con sẽ thuật lại các công việc lạ lùng của Ngài. Lạy Đấng Chí Cao, con sẽ vui vẻ và hớn hở trong Ngài. Con sẽ ca tụng danh của Ngài. Khi Chúa xuất hiện, kẻ thù của con lùi bước. Chúng vấp ngã và bị hủy diệt. Vì Chúa bênh vực quyền lợi chính đáng của con. Chúa ngồi trên ngai mà phán xét công minh. Chúa đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác, vĩnh viễn xóa sạch tên của chúng. Các kẻ thù đã bị hủy diệt đời đời. Chúa phá đổ các thành của chúng. Ký ức về chúng cũng tiêu mất rồi. Nhưng Đức Giê-hô-va cai trị đời đời. Ngài thiết lập ngôi mình để phán xét. Ngài sẽ phán xét thế gian theo sự công chính, lấy lẽ công bằng mà xét xử các dân. Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cho người bị áp bức, là chốn nương thân trong lúc gian truân. Lạy Đức Giê-hô-va, những người biết danh Ngài sẽ tin cậy Ngài, vì Ngài chẳng từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va là đấng ngự tại Si-ôn. Hãy loan báo công việc Ngài giữa các dân. Vì đấng báo thù huyết nhớ đến kẻ khốn cùng, Ngài không quên tiếng kêu cứu của họ. Lạy Đức Giê-hô-va, xin thương xót con, xin đoái xem nỗi đau khổ do kẻ thù con gây nên. Ngài là đấng đem con lên khỏi cổng sự chết, để con thuật lại mọi lời ca ngợi Chúa. Tại cổng thành con gái Si-ôn, con vui mừng về sự giải cứu của Ngài. Các dân đã sa xuống hố mà chúng đã đào, chân của chúng mắc vào lưới mà chúng đã giăng. Đức Giê-hô-va tự bày tỏ chính Ngài qua công lý. Kẻ ác bị mắc bẫy do chính tay chúng đã gài. Kẻ ác phải đi vào âm phủ. Tất cả các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy. Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, và kẻ khốn cùng chẳng thất vọng mãi mãi. Lạy Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy, đừng để người phàm thắng thế. Nguyện các nước bị phán xét trước mặt Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, xin khiến chúng sợ hãi. Nguyện các dân biết rằng họ chỉ là người phàm. Chúng ta học được các điều sau qua Thi Thiên 9. Thứ nhất, sự ca ngợi đến từ sự giải cứu của Chúa cho những áp bức mà ông đã trải qua. Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va. Con sẽ thuật lại các công việc lạ lùng của Ngài. Không thể phủ nhận rằng David không ít lần kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa và sự đồng hành của Chúa với ông qua những lúc gian truân cũng như lúc thịnh vượng. Thứ nhì, sự ca ngợi và hy vọng đến từ cái nhìn vào sự đắc thắng và hoàn tất trong tương lai. David hát trong câu 5, câu 6: Chúa đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác, vĩnh viễn xóa sạch tên của chúng. Các kẻ thù đã bị hủy diệt đời đời, Chúa phá đổ các thành của chúng, ký ức về chúng cũng tiêu mất rồi. Có thể khó hiểu tại sao David hát ca ngợi rằng Chúa đã hủy diệt kẻ ác và vĩnh viễn xóa sạch tên của chúng, và đồng thời ông cầu xin Chúa thương xót và giải cứu ông khỏi những áp bức của kẻ thù nghịch.
đó là vì ông đang nhìn thấy sự đắc thắng cuối cùng của Chúa trong lúc đang đứng tại chỗ gian truân của hiện tại. Lời cầu nguyện xin giải cứu của ông hòa làm một với sự ca ngợi Chúa vì Ngài đã đắc thắng. Thứ ba, sự ca ngợi, hy vọng và sự tin cậy đến từ chính Chúa là ai? Thi Thiên 9 bày tỏ Chúa là đấng công chính tuyệt đối, đang ngồi trên ngôi phán xét. Và chính đấng phán xét công minh đó cũng là đấng lắng nghe và chỗ nương náu cho những ai trông đợi và tin cậy nơi Ngài. Ngài quan tâm và lắng nghe đến tiếng kêu cứu của họ. Lạy Đức Giê-hô-va, những người biết danh Ngài sẽ tin cậy Ngài, vì Ngài chẳng từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài. Tóm lại, ba nền tảng không thể tách rời cho lời ca ngợi Chúa và hy vọng thật cho người tin Chúa trong cuộc đời, đó là sự hiện diện và giải cứu của Chúa trong những hoàn cảnh cụ thể, sự đắc thắng đã hoàn tất của Chúa đối với sự ác và tội lỗi, chính bản tính công chính và yêu thương của Chúa. Nếu bạn cảm thấy như thể Chúa đang không ở bên cạnh mình trong lúc đau thương này, thì cũng nhớ rằng chính David cũng nhiều lần than vang rằng: Chúa ơi, Ngài ở đâu? Rồi kẻ thù ông cũng kiêu ngạo rằng Đức Chúa Trời của nó ở đâu? Và chính ông cũng kinh nghiệm rằng Chúa đã giải cứu ông và đồng hành cùng ông trong gian truân của ông. Đức Chúa Trời không thả chúng ta vào một cuộc đua rồi đứng từ xa để nhìn chúng ta nỗ lực về đích. Hãy tập nhìn lại và xin Chúa cho bạn nhận thấy Ngài đồng hành và giải cứu bạn như thế nào. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13, Phao-lô viết: Những thử thách đến với anh em chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Không dừng lại ở đó, sự đắc thắng mà Đức Chúa Giê-xu đã hoàn tất và ban cho những ai thuộc về Ngài cùng với sự nhận biết chính Chúa là điều mà chúng ta không thể nào rời mắt khỏi trên hành trình cuộc đời. Hãy cầu nguyện cho chính mình và cho anh em như cách mà Phao-lô cầu nguyện cho hội thánh Ê-phê-sô: Tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ là Cha vinh quang, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để anh em nhận biết Ngài. Tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em để anh em biết niềm hy vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì. Sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong các thánh đồ là thế nào và đâu là quyền năng vĩ đại không thể đo lường được của Ngài đối với chúng ta là những người tin theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài. Câu hỏi suy ngẫm và áp dụng. Trong môi trường bạn đang được đặt để, bạn thực hành sống công chính bằng những cách nào? Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Đức Giê-hô-va, bài ca của David cũng là bài ca của chúng con. Chúng con sống trong một thế giới đổ vỡ, một thế hệ gian ác. Chúng con nhiều lần thắc mắc Đức Chúa Trời ở đâu. Chúng con nhiều lần ngã lòng
bởi công lý bị móp méo. Giữa những thắc mắc, ngã lòng, xin cho chúng con như David vẫn hết lòng cảm tạ Ngài, thuật lại các việc lạ lùng của Ngài, ca ngợi danh thánh Ngài, chẳng bởi vì hoàn cảnh của chúng con ra sao, mà bởi vì Đức Chúa Trời con là ai. Đức Chúa Trời chúng con là Đức Chúa Trời của công bình, nhưng cũng là Đức Chúa Trời của yêu thương, là nơi ẩn náu của chúng con. Dẫu bao gian nan, dẫu điều ác lan tràn, xin cho chúng con nhớ bàn tay Ngài vẫn đang nắm quyền, vẫn đang bồng ẩm mỗi cuộc đời chúng con. Chúng con tin vào công lý, chẳng bởi sự công bình của riêng chúng con, mà bởi Ngài là đấng thực thi công lý theo cách, theo thời điểm của Ngài. Xin cho chúng con ngự trong Ngài, ngự trong sự công chính của Ngài sẽ thực thi hoàn toàn trên đất. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào thứ hai